Dạ. Tiểu nhân chạy theo nhưng mất hút không thấy, tìm ròng rã tới sáng vẫn không thấy, nên đã quay về nhà. Thật ra người đã giết chết chị dâu ngay trong đêm hôm đó, rồi lẩn quẩn trong rừng, đến sáng ngày hôm sau mới về. Dấu chân đã tố giác ngươi chính là hung thủ. Không có, tiểu nhân không thể nào. Tại sao tiểu nhân lại giết chị dâu của mình chứ? Vì sợ xấu hổ với gia đình, cảm giác mang tội lỗi, xấu hổ với mẹ, với anh mình, khiến ngươi mất đi nhân tính. Trong lúc cãi giả giận dữ đã giết chết chị dâu. Không có, tiểu nhân không có, tiểu nhân không thể giết chết chị dâu mình được. Tại hiện trường cỏ đã bị dẫm nát, chứng tỏ đã xảy ra xô xát cãi giả trước khi nạn nhân bị giết chết. Không có, tiểu nhân vô tội, tiểu nhân không giết chị dâu mình. Trong đêm đó không ai làm chứng cho ngươi ngoại phạm, dấu chân của ngươi lại trùng khớp với dấu chân tại hiện trường. Ngươi lại có đi cùng với nạn nhân đêm hôm đó và xảy ra sự việc đáng tiếc. Hơn nữa, trên tay của nạn nhân có nắm chặt chiếc cúc áo này, và được xác định cúc áo này chính là cúc áo của Đỗ Thuật. Trời ơi, chiếc áo mà ngươi đang mặc cũng khuyết một cái cúc. Đỗ Thuật, bấy nhiêu đó đã đủ khép tội ngươi là sát nhân chưa? Tiểu nhân không nhận tội, tiểu nhân không phải là kẻ sát nhân. Nếu không nhận tội, ta sẽ dùng nhục hình để tra khảo. Lính đâu? Dạ. Dạ. Giảm xuống đại lao, dùng nhục hình. Đến khi nào hắn nhận tội thì thôi. Dạ. Không, ông đại quan, ông đại quan, quan cho con tôi. Quan, 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 quan. Dạ bẩm đại quan, thằng Thuận nó không thể giết người, nó không làm được chuyện đó đâu. Im lặng, ta cũng không tin. Nhưng trước công đường phải nói đến chứng cứ. Tất cả những gì có được đều bất lợi cho Đỗ Thuật. Xin đại quan hãy xem xét lại. Một ngày hãy truy xét lại để cứu em trai của tôi. Chỉ có hắn mới cứu được hắn mà thôi. Cô xin đại quan, xin ngài hãy suy xét lại đại quan. Xin đại quan, xin, xin đại quan, đại quan. Mẹ ngươi có chịu nhận tội không? Nhận tội không? Không chịu nhận hả mày? Nhận tội chưa? Nhận tội. Hắn mới chính là bảo vật của gia đình họ Đỗ. Để bà ta chứng kiến đứa con trai cưng của mình xử trảm thì còn gì đau đớn hơn nữa chứ. Như vậy thì bà ta phải cảm nhận được hết cái mà mẹ ta và ta đã chịu đựng năm xưa khi gào thét trước cái chết của cha ta. Đời có dây có trả, ta cũng thay trời hành đạo và cho ông ta biết thế nào là ác giả ác báo. Bà kia, tại sao náo loạn trước công đường? Xin phép ngài cho tôi gặp quan huyện đại nhân. Con trai của già bị quan, xin cho gặp quan huyện đại nhân. Đứng lại. Dạ chào quan huyện. Ngươi lùi xuống đi. Dạ. Thưa quan huyện đại nhân, con trai của già bị quan, thằng Thuộc nó không phải là kẻ sát nhân, lại càng không phải là đứa đã giết chết chị dâu của mình. Tôi xin cam đoan điều đó. Xin quan hãy nghĩ tình cha của hai đứa nhỏ mà suy xét cố giúp giùm. Con dâu của tôi đã chết, gia đình của tôi cũng thê thảm lắm rồi. Tôi không thể để đứa con trai này bị xảy ra chuyện gì được. Tôi xin đại quan, cầu xin ngài. Có phải bà yêu thương thằng con trai này lắm có đúng không?
Có phải nó là báu vật trong nhà bà có đúng không? Ta biết rõ điều đó, nhưng ta cố tình gán tội cho nó. Ta biết nó mà xảy ra chuyện thì bà sẽ bị đốn như một cây chuối già bị đốn ngã. Ta muốn điều đó thì làm sao ta gỡ tội cho nó được? Phu nhân à, phu nhân đừng như vậy, bổn quan rất là khó xử. Vụ án phải được xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, chứ không thể nể tình hay là thương hại mà làm lạc kết quả điều tra. Đỗ công tử thực tình là đang bất lợi vì những chứng cứ rõ ràng. Dạ, không đâu thưa ngài, con trai của tôi không thể nào mà giết chị dâu của nó đâu. Tôi mong ngài, chắc là có quan tình gì, mong ngài suy xét lại. Mẹ, mẹ, phu nhân, mẹ, mẹ làm gì vậy? Phu nhân à, mẹ đứng dậy đi mẹ. Mẹ. Thân à, con xin với đại quan cứu giúp em con đi, con xin với đại quan đi. Công tử à, nên đưa phu nhân về nhà nghỉ ngơi đi, tránh bị xúc động sẽ không tốt cho bà. Tôi biết rồi, xin lỗi vì đã làm phiền ngài. Mẹ, mình về đi mẹ. Không, không, thằng Thuộc không phải là kẻ sát nhân con à, nó không thể nào xảy ra chuyện đâu. Con phải cứu em con xin với đại quan đi, phải cứu em con. Mẹ, mẹ, mình hãy về nhà trước đi mẹ, rồi mọi chuyện tính sau. Về đi mẹ. Mình về đi mẹ. Mẹ. Ông Điện ơi, ông làm ơn xuất hiện đi, tôi có việc muốn gặp ông. Ông Thổ Địa ơi, chén thuốc này cho khỏe đi mẹ. Bằng mọi cách phải cứu em con, phải cứu thằng Thuộc thôi. Nhưng mẹ à, em của con đã nhận tội rồi. Cái gì? Nó đâu có giết con Bích Ly đâu mà phải nhận tội chứ. Trời ơi, có phải nó bị nhục hình nên nó nhận bừa phải không con? Con nghe đại nhân nói đã gửi sớ về kinh, chỉ chờ vua phê chuẩn ngày hành hình thôi. Trời ơi, sao thằng Tuột sẽ bị xử trảm sao? Không thể được, không thể để cho thằng Tuột nó chết oan ức như vậy được. Nhưng mà sớ đã thảo vì đang trên đường về kinh, nay mai sẽ định ngày xử trảm đó mẹ à. Trời ơi, sao thay mai dạ gió lại giáng xuống gia đình tôi vậy? Đứa con dâu vừa chết xong, mồ chưa sanh cỏ nữa, giờ tới lượt thành Thuộc lại bị xử trảm nữa. Nếu để thằng Thuộc chết thì mẹ không thể nào giáp mặt với cha con dưới suối vàng được.
Lúc đó gia đình mình tội càng chồng thêm tội nữa. Con cũng biết là như vậy, nhưng con không biết phải làm sao hết. Phải chỉ bắt được kẻ sát thủ thật sự thì may ra em con mới thoát tội. Nhưng mà chuyện đó là không thể. Diệp Quang đã khép lại vụ án rồi. Con phải cứu em con. Chỉ có con mới cứu được em con. Nhưng con làm sao để cứu được em con hả mẹ? Có phải con vừa nói chỉ cần có thủ phạm ra đầu thú em con sẽ được cứu sống phải không? Dạ. Thần, bằng mọi giá phải cứu em con. Con có nhớ những lời cha con trăn trối trước khi nhắm mắt không? Cho dù có chết cả gia đình thì thằng Thuộc vẫn là người cuối cùng. Không, không. Nhưng con là con trai của mẹ mà mẹ. Mẹ nhớ, mẹ nhớ điều đó. Nhưng chính vì con là con trai của dòng họ Đỗ nên mẹ cầu xin con hãy thay mặt họ Đỗ mà báo ân báo nghĩa nha con. Ông ơi, mẹ con tôi thấp hương, mong ông về đây chứng giám hai mẹ con tôi đã giữ đúng theo lời ông trăn trối, nuôi dạy cho thằng Thuộc ăn học thành nhân. Nhưng chưa thành tài thì tai bay giả gió đã tới rồi, khi nó rơi vô dòng lao lý. Có lẽ đây là quả báo mà gia đình mình phải gánh chịu. Nhưng cho dù có phải trả giá như thế nào, tôi cũng hứa với ông là không để cho thằng Thuộc phải xảy ra chuyện gì. Hôm nay tôi quyết định để cho thằng thân đứng ra chết thay cho em mình. Đây là điều đau lòng mà tôi phải cắn răng chịu đựng. Nhưng tôi phải làm. Tôi nghĩ ông cũng bằng lòng với quyết định này. Con à, lại cha đi con. Cha, con là thân đây, là con trai của cha đấy. Trước khi cha mất, cha đã nắm tay con, dặn đi dặn lại là phải lo cho em Thuộc. Con không bao giờ quên những lời của cha trước lúc lâm chung. Con có lỗi với cha. Khi đã để cho em Thuộc rơi vào dòng lao lý, tội của con nặng lắm. Nhưng đây chuyện đã lỡ rồi, con
con không thể nào để em Thuộc bị xử tử. Con sẽ đi tự thú, con sẽ thay chết cho em. Đừng dạy con Linh Thiên, hãy phù hộ cho con, cho con can đảm để thay cha làm trọn chữ nghĩa. Con lại cha một lại đi xin cha. Con lại mẹ một lại bất hiếu. Vì con sẽ, vì con sẽ không thể phụng dưỡng mẹ sau này. Con đi rồi, mẹ phải nhớ giữ gìn sức khỏe nghe mẹ. Con à, mẹ. Thân ơi, thân à, thân đâu rồi con? Thân đâu rồi con? Thân đâu rồi? Thân đâu? Thân đâu rồi con? Thân đâu rồi con? Có chuyện gì mà đánh trống kêu oan? Tôi muốn đầu thú. Chính tôi là kẻ sát nhân, tôi đã giết chết vợ mình. Hãy gông tôi đi. Bông quan, con là Đỗ Thân, con xin đầu thú trước quan. Vụ án mạng đêm 25 tháng này, chính con là thủ phạm giết chết Bích Ly, là vợ của mình. Động cơ của ngươi là gì? Do ghen tuông và xấu hổ với thiên hạ nên nhất thời giết vợ. Bông quan, hãy phán xét. Ngươi hãy kể rõ sự việc đêm hôm đó. Dạ bẩm, sau khi bắt được tại trận, chuyện tư tình của vợ và em trai, tiểu nhân đã chạy theo vợ. Châu ơi! Châu ơi! Châu ơi, chị Châu! Chị Châu ơi, cho em với. Chị Châu, chị Châu à, chị Châu, sao chị lại bỏ chạy ra đây? Không giải bày cho anh hai được rõ, nếu bỏ chạy như vậy thì chẳng khác nào nhận lỗi về mình. Ta còn nói được điều gì khi anh ấy khăng khăng mọi thứ và đổ hết tội lỗi cho ta chứ? Trong con mắt của Đỗ Thân thì ta là loại đàn bà không chung thủy, còn âm mưu hại chồng nhơ nhuốc này, ta làm sao mà sống được nữa chứ? Nào muốn chết à anh hai? Vậy thì đi chết đi, nhưng chết thì không thể cột rửa được tội lỗi của nàng đâu. Anh hai, anh làm gì vậy? Hãy theo ta về công đường để đối chất với tên phụ giả đó, để cho thiên hạ thấy được một mặt thật của nàng. Đi ra, chị Châu ra đây anh hai. Sao anh lại đối xử với chị Châu như vậy? Rồi im đi, từ từ ta sẽ hối tội với ngươi. Đi ra. Anh hai à, chết đã. Anh hai, chết đã. Anh hai, Đỗ Thuộc,
dám đánh, đánh em mình luôn sao? Anh bị điên rồi. Nếu như em ấy có mệnh hệ gì, tôi không tha cho anh đâu. Hay lắm, cuối cùng á đàn bà này cũng ra mặt để bênh vực cho em chồng. Các người thật là không biết xấu hổ. Anh là kẻ phàm phu tục tử, được vô học. Người vợ đã từng chung chăn gối với anh vì ghen tuông mù quáng mà anh không tiếc lời thoá mạ. Anh tin những lời sằng bậy, mặt ghép tội vợ mình như một ác phụ. Tôi bắt đầu thấy ghê tởm anh rồi đó. Có lẽ tôi đã làm khi lấy anh lén lút tư tình với em chồng, bây giờ còn lên mặt với chồng nữa hả? Đúng là con đàn bà trơ trẽn, để người sống thật là hổ thẹn. Vậy bây giờ anh giết tôi đi, anh giết tôi đi, anh sẽ mời anh giết tôi luôn đi. Đừng vô học, anh giết tôi đi, anh giết tôi đi, đừng xấu xa, đừng cầm thú, đừng vô học. Chân y, cô im đi, thứ đàn bà trơ trẽn, im đi, im đi. Cô đàn bà nó thật đáng chết. Chính tiểu nhân đã ra tay bóp cổ cho nó chết. Xét thấy động cơ của ngươi có vẻ hợp tình hợp lý hơn Đỗ Thuộc, nhưng chưa đủ khẳng định đó là đúng. Ngài cứ cho tiểu nhân ướm thử bàn chân của hung thủ thì sẽ rõ. Vì hai anh em của tiểu nhân có bàn chân có cùng kích thước. Vậy sau khi giết vợ ngươi đã đi đâu? Tiểu nhân sợ quá nên đã vào đường chạy trốn. Đến khi hay tin em trai mình đã bị bắt thì mới quay về. Nhưng mà vì lo sợ nên mới không dám thú nhận. Vậy tại sao hôm nay ngươi lại ra đầu thú? Vì đầm bồng thấy vợ về đòi mạng, tiểu nhân sợ quá nên mới ra đầu thú. Đầu ơi ác đi. Đại tha thứ cho ta, nếu trên không được ta có buông lời không đúng với nàng. Bởi vì lời trăn trối của cha, ta phải đi thay em. Sau khi ta chết đi, ta sẽ tạ tội cùng nàng. Lính đâu? Dạ. Giam Đỗ Thân vào nhà lao đi tra xét. Nếu quả thật đúng như hắn nói, hắn là hung thủ, thì Đỗ Thuộc sẽ được minh quan và phóng thích ngay lập tức. Dạ. Dạ. Lôi đi. Đấy. Đi. Đi lên. Ông Địa ơi, ông đâu rồi? Tôi có chuyện cần gặp ông. Ông Địa ơi, ông Địa, tôi có chuyện cần gặp ông mà. Sao không thủ? Sao anh lại vào đây? Anh trai ngươi đã tự thú là đã giết vợ mình. Ngươi sẽ được minh quan và sẽ được phóng thích trong nay mai. Tại sao lại là anh giết vợ được chứ? Chính ta đã giết vợ ta trong đêm đó. Không, không lý nào.
Anh không thể nào giết chị dâu được. Sao anh lại nhận tội chứ? Vì muốn cứu em trai của mình nên hắn đã nhận tội. Đúng là cao cả. Anh hai, những gì đại nhân nói là sao? Khá khen cho Đỗ Thân, bịa ra một câu chuyện quan đường nhưng hết sức thuyết phục. Tôi chỉ là hận tội giết chết vợ mình, xin quan hãy phán tội và hãy phong thích cho em tôi đi. Nếu ngươi đã nhận tội thì tất nhiên ta phải thả em của ngươi ra thôi. Ta không làm phiền anh em ngươi Hàn Quyên tâm sự nữa. Để hãy nghe lời ta dặn, sau khi ta mất, hãy mang xác của ta chôn cạnh một chị dâu. Hãy thay ta phụng dưỡng mẹ già. Tại sao huynh lại nhận tội trong khi huynh không phải là kẻ sát nhân chứ? Thì đệ cũng đâu phải là kẻ sát nhân đâu. Huynh tin đệ sao? Huynh đừng nghi ngờ chị dâu nha. Như vậy sẽ tội cho vong hồn của chị. Thật tình là đêm hôm đó, chị dâu với đệ lên đó là để đi tìm huynh, nhưng không ngờ đã xảy ra chuyện. Huynh sai rồi, huynh đã quá hồ đồ. Giờ có hối hận thì Minh Ly cũng không thể sống lại. Hoàn cảnh nghiệt ngã buộc ta phải chọn lựa, mà ta là con trai trưởng nên phải gánh vác chuyện này. Trong hai anh em ta phải có một đứa sống để phụng dưỡng mẹ già. Nhưng tại sao quên lại tự ý chọn mà không hỏi ý đệ? Chẳng lẽ đệ muốn ta đứng trước bàn thờ để xin ý kiến của cha sao? Mà không cần hỏi ta cũng biết cha sẽ bằng lòng. Quỳnh lại dùng cái quyền thay cha nữa chứ gì? Ngay cả cái chết Quỳnh cũng muốn chết thay đệ sao? Để còn tương lai, đệ phải sống. Sau này đệ làm nên công danh sự nghiệp thì coi như ta chết cũng không có oan uổng. Đại Quỳnh, đến lúc này Quỳnh còn đùa được nữa sao? Làm gì chị chứ, không được bi lụy. Để đừng làm ta thất vọng, hãy nhớ những gì ta dặn. Để hãy hứa đi, hứa cho ta yên lòng đi. Dạ. Còn nữa, ngày ta bị mang ra hành hình, để nhớ phải giấu, đừng cho mẹ biết. Mẹ đang mang trong mình nên trong người rất yếu, đừng để mẹ chứng kiến cảnh đó. Mẹ hứa với ta đi, hứa đi. Dạ, mẹ hứa. Đại Quân, mẹ ơi, mẹ ơi, con nhớ con... mẹ lắm mẹ. Mẹ có khỏe không mẹ? Mẹ khỏe, mẹ nhớ con lắm, mẹ nhớ con lắm. Tốt rồi, con về là tốt rồi, con về là tốt rồi. Đốt đốt nhang cho ba nha, đốt nhang cho ba. Thắp nhang cho ba con đi. Dạ. Ông à,
thằng Thuộc nó đã trở về nhà bình yên rồi nè. Bây giờ ông yên tâm rồi phải không? Nhưng mà mẹ ơi, Đại Quỳnh con. Đây là bữa ăn cuối cùng của tử tội. Ngày mai ngươi sẽ bị dẫn ra xử tử. Mẹ, dậy uống miếng thuốc đi cho khỏe. Trà định thần này người pha cho mẹ uống, bà ấy sẽ ngủ ngon đến trưa mai. Mẹ nghỉ ngơi nha mẹ. Tha lỗi cho con nha. Đại Quỳnh đã dặn nên con phải làm theo. Bà không nghe gì không vậy?
Dậy đi bà đồ. Bà Đậu ơi. Ơi. Trời ơi. Có chuyện gì mà sùm vậy? Giờ này mà bà còn lòng dạ để ngủ nữa. Hôm nay con trai của bà bị đem ra pháp trường xử trảm rồi đó. Con trai tôi bị xử trảm. Xử trảm. Thuộc ơi. Thuộc ơi. Thuộc ơi, anh con bị xử trảm rồi. Thuộc ơi. Thuộc ơi. Thuộc ơi, anh con bị xử trảm. Thuộc ơi. Thuộc ơi. Anh hai. Anh hai à, xin quan đừng giết anh tôi. Im lặng. Anh tôi vô tội mà. Thuộc. Đại Quang à, xin Đại Quang minh xét. Anh hai tôi vô tội mà. Đại Quang. Con ơi, mẹ, tại sao mẹ lại ở đây? Con ơi, mẹ, đừng lại, bình tĩnh đi mẹ. Mẹ ơi, đừng lại, đừng giết con tôi. Mẹ à, Đinh Quang, Đinh Quang, thôi mà mẹ, bình tĩnh đi mà mẹ, được chưa? Mẹ, đó tới giờ hành hình. Con ơi, tôi xin Quang, tôi xin Quang mà. Mẹ ơi, quên sai rồi. Dễ. Đừng. Đại. Đừng mà. Ông bà bị quên. Xin lỗi. Mẹ ơi. Phương Trương. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Đỗ Thân, ngươi hãy theo ta đến gặp Kim Dương. Cha. Mẹ, nếu như cha mẹ có mặt tại hiện trường, chắc chắn cha mẹ sẽ mỉm cười khi nhìn thấy sự đau khổ của bà ta, khi tận mắt thấy con trai của mình bị xử trảm. Ông ta dù có chết thì ông ta cũng phải đau đớn khổ sở, bởi vì những gì ông ta đã gây ra cho gia đình của mình thì giờ đây chính vợ và con ông ta phải gánh chịu. Con sẽ cho gia đình của ông ta đoàn viên trong sự đau khổ tột cùng. Tang thương sẽ bao trùm gia đình họ Đỗ một lần nữa khi con xử trảm đứa con thứ hai. Cha mẹ hãy chờ xem. Tại sao hắn gọi hai ông bà Tứ là cha mẹ? Có phải nó là đứa con trai năm xưa mà bà Tứ ôm nhảy xuống sông tự vẫn không? Chẳng lẽ nó còn sống sót sao? Như vậy nó là đứa con trai lớn của ông bà Tứ hay sao? Có phải vì ta đã xử sai cha hắn cho nên hắn đã đem lòng thù hận? Thảo nào hắn nhắm vô gia đình họ Đỗ mà sát hại. Thật đúng là quả báo mà.
ta đã hại chết cả gia đình mình rồi. Khi nào hắn mới chịu dừng tay? Hắn nói hắn sẽ trảm tiếp đứa con thứ hai vào họ Đỗ. Đỗ Thuật, không, không thể được. Chuyện này không thể xảy ra được. Anh hai, chị hai, cái chết của anh con là do cha. Tất cả những gì xảy ra cho gia đình ta ngày hôm nay chính là do cha. Năm xưa cha đã gây ra lỗi lầm khiến cho gia đình người ta tan nát. Bây giờ cha trơ mắt chứng kiến cảnh này như là một sự trừng phạt. Cha thật có lỗi với các con, cha có lỗi với gia đình. Ông ơi, con trai của mình nó đã đi rồi, nó đã xa tôi rồi ông ơi. Tôi là mẹ nó mà không bảo vệ được con mình, nó đã chết rồi ông ơi. Nó đã chết một cách oan ức. Tôi có lỗi với ông. Bây giờ tôi muốn xuống dưới được gặp ông và con trai mình ở dưới đó thôi. Mẹ, sao mẹ lại ra đây mà không ở trong nghỉ cho khỏe? Mẹ không sao. Mẹ nhớ cha con, mẹ nhớ anh con. Chưa bao giờ mẹ nghĩ gia đình mình lại quạnh quẽ như thế này. Người thắp hương lại ít hơn người được thắp hương. Sau này mẹ có chuyện gì, không biết ai sẽ lo cho con. Mẹ, mẹ đừng nói gỡ, con sẽ không để cho mẹ xảy ra bất cứ chuyện gì đâu. Đỗ Thuật, Đỗ Thuật đâu có nhà không? Đỗ Thuật có nhà không? Ra đây nhanh. Có chuyện gì vậy con? Đỗ Thuật đâu? Dạ. Có chuyện gì vậy? Đỗ Thuật, ngươi hãy theo ta về công đường để suy xét. Thưa ngài, có chuyện gì nữa vậy? Vụ án liên quan tới chị dâu của ngươi có manh mối mới, quan sai ngươi lên để đối chất. Vậy là đã bắt được hung thủ thật sự giết chị dâu ta sao? Vậy là anh trai ta đã bị án quan rồi. Mẹ ơi, ta không biết, cứ theo ta lên gặp quan rồi sẽ rõ. Cho ta đi với, ta muốn gặp được tên thủ phạm. Mẹ ơi, mẹ không khỏe, mẹ hãy ở nhà đi. Không sao đâu, ta muốn gặp quan. Thôi đừng nói nhiều nữa, nhanh lên đừng có lên mày. Dạ. Dạ, đi con. Chẳng hay có tình tiết gì mới liên quan tới vụ án chị dâu của tiểu nhân sao? Ngài đã bắt được thủ phạm thật sự hay sao? Có. Có một nhân chứng đã nhìn thấy rõ, đêm hôm đó Đỗ Thân không đi về hướng khu rừng mà đã quay về phía hang và ngủ lại tới sáng. Như vậy thì anh ta đã khai man, tự nhận mình là tội phạm, ắt có ý đồ khác. Ta thật hồ đồ khi xử oan sai và xử tử Đỗ Thân. Làm quan mà mắc lỗi lầm xử chết mạng người là tội không hề nhẹ. Ta phải tự mình cởi bỏ áo mão cưng đai và tự trói mình về kinh chịu tội trước hoàng thượng. Nhưng trước khi làm điều đó, ta phải minh oan cho Đỗ Thân và bắt hung thủ thực sự phải đền tội. Vậy là ngài đã bắt được hung thủ thật rồi sao? Đúng, hung thủ chính là ngươi, Đỗ Thuật. Ngươi đã giết chết chị dâu mẹ ơi, chứ không ai khác.
không thể nào. Đến đâu? Dạ, dạ mẹ ơi, giám đổ thuộc giùm đại lâu. Không thể nào. Về xử trả. Dạ, dạ. Không, mẹ ơi. Không thể nào là đấu thuộc. Không được thể. Đại quan ạ. Không thể nào là đấu thuộc. Không thể nào là đấu thuộc được. Đấu thuộc, đấu thuộc ạ. Bẩm đại quan, xin hãy thương tình dạ này. Dạ đã mất đi đứa con trai trưởng, mất cả đứa con dâu, thì xin hãy tha thứ cho Đỗ Thuộc. Đỗ thân có bị quan sai thì cũng đã chết rồi, đừng bắt Đỗ Thuộc phải chết. Xin đại quan hãy nương tay tha thứ. Vậy bà muốn ta ém nhẹm chuyện này, nhắm mắt bỏ qua? Như vậy là làm sai với phép nước nghiêm minh. Dạ xin quan, hãy cho con dạ một con đường sống, nó không thể chết được. Nếu được đổi mạng dạ, dạ cũng xin được chết thay cho nó. Lạ thiệt, cớ chi bà lại yêu thương và che chở cho đứa con trai út này một mực như vậy? Ngay cả đứa con trai trưởng cũng vì nó mà chết thay. Bà yêu thương nó lắm sao? Đó là lời trăn trối của chồng tôi. Gia đình tôi không thể để cho Đỗ Thuộc có chuyện gì. Nếu không, tôi chết cũng không nhắm mắt. Nhưng nếu ta nói với bà, ta không thể làm trái phép nước luật vua, Đỗ Thuộc cuối cùng thì cũng sẽ bị mang ra xử trảm theo đúng với tội trạng của mình, thì bà liệu sao? Tôi xin quan, đừng làm như vậy. Chém thằng thân đã là oan sai, bây giờ thằng Thuộc bị xử trảm cũng là oan sai thêm một lần nữa. Xin đại quan hãy suy xét mà đừng giết qua một mạng người, thì cuộc đời hối tiếc ăn năn, có khi phải trả bằng cả mạng sống của mình. To gan, mà nói vậy khác nào mạo phạm mệnh quan của triều đình và làm trái với vụ án. Tôi nào dám nói quan, tôi đang nói về một vụ án năm xưa mà kẻ phải hối hận chính là cha của bọn trẻ. Ngày ấy, sau khi xử chém một người đàn ông về tội sát nhân, sau đó ông mới phát hiện là mình đã sai lầm. Ông về rồi. Hôm nay sao ông về trễ quá? Tôi bới cơm cho ông nha. Hôm nay nhà mình có nhiều món ngon lắm. Ông ăn cơm nha. Trên công đường bận rộn lắm hay sao mà tôi nhìn ông có vẻ mệt mỏi quá vậy? Ông à, ông có chuyện gì ông nói cho tôi nghe đi. Hôm nay nhìn ông lạ lắm. Ông ơi, ông đừng làm tôi lo. Có chuyện gì vậy ông? Tôi đã xử quan sai, làm chết một mạng người rồi.
Nhưng mà chuyện như thế nào ông hãy nói rõ cho tôi nghe đi. Hai tên nhân chứng đã cho lời khai giả, nhưng chính bọn chúng mới là kẻ sát nhân giết chết Bá Hổ. Tứ đại kia đi ngang, vô tình lượm được cọc bội và bị chúng vu oan hòng tránh tội. Dạ thưa quan, đêm đó con thấy ông Bá Hộ một thân một mình mà ông ôm khư khư tay nải, nên tụi con nghĩ trong đó có nhiều của cải lắm. Sẵn trong người có men sai nên tụi con đã chốt dại làm bậy, xin quan tha thứ. Nhưng tại sao lại nhắm vào tứ đại mà không phải là một người khác? Dạ thưa quan, ngay đêm đó sau khi giết ông Bá Hộ xong thì tụi con dìm xác ông ấy xuống sông, rồi đột nhiên thấy tứ đại đi giăng câu. Tụi con liền núp vô bụi rậm quan sát, thì thấy tên tứ đại lượm được chiếc ngọc bội của ông Bá Hộ rất gần đó, biết chắc là thế nào hắn cũng mang đi bán, thì quan sẽ điều tra ra chân tướng. Nên tụi con đã tương kế tụ kế đổ hết tội cho hắn nhằm đánh lạc hướng điều tra của quan huyện. Khốn kiếp, thật là đê tiện mà. Dạ, tại vì ông ta phản kháng quá mạnh nên tụi con lỡ tay, chứ thực tình là tụi con không có ý là muốn giết ổng đâu. Tụi con thiệt là khốn kiếp mà. Con biết tội của con rồi quan ơi. Không, thật ra ta đang chửi chính ta, vì ta đã hồ đồ xử quan sai và làm chết mạng người rồi. Trời ơi, sai lầm của ta, làm sao ta có thể tha thứ cho mình được chứ? Vì một mạng người đã chết vì sự hồ đồ của ta ra, thêm ba mẹ con nhà ấy nữa vì sự ngu dốt của ta mà họ cũng đã chết. Ta làm sao sống trên đời này và làm sao có thể nhìn ai được chứ? Trời ơi, phạm thực sự vì tiếc thương người đàn ông xấu số. Ông nhà tôi đã cởi bỏ ao mão tự quan vì hối hận chuyện mình gây ra. Ông đã đổ bệnh và chết sau đó. Minh quan thì được gì, có thay đổi được gì hay không? Người đàn ông xấu số cũng đã chết rồi, và vợ con của ông ta cũng trầm mình xuống sông mà chết. Cho dù chồng bà có biết hối lỗi hay có chết để đền tội đi chăng nữa thì cũng chưa bù đắp được cho những mất mát tang thương của gia đình đó. Ông ấy có chết trăm kiếp ngàn kiếp cũng không đền đáp được tội lỗi của mình. Đại quan, ngài nói đúng. Suốt cả cuộc đời này gia đình họ Đỗ chúng tôi mang nợ gia đình đó, có trả cả kiếp sau cũng không bao giờ trả hết. Bà có tin nhân quả hay không? Tôi tin. Đúng, thực sự là có nhân quả. Gia đình của bà đang bị quả báo đó. Năm xưa chồng bà đã xử quan sai một người, thì nay con trai ông ta cũng sẽ bị xử quan sai giống y như vậy. Chẳng những một mạng mà phải gấp đôi. Hai mạng. Và rồi vợ của ông ta
sao cô phải trầm mình xuống sọc y như vậy? Y như vợ của người đàn ông xấu số kìa. Nhưng nếu như vậy mà trả được nợ cho gia đình đó, tôi cũng cam chịu. Đó không phải là cam chịu, mà là nhận lãnh. Mọi thứ đang được tái lại như một sự quả báo, và cả gia đình họ Đỗ không bao giờ tránh được. Ác giả thì ác báo. Trước khi bà nhảy xuống sông để trả món nợ năm xưa, thì bà phải chứng kiến thêm một đứa con trai của dòng họ Đỗ bị xử trảm. Năm xưa ta đã gây ra tội lỗi khiến bà phải trầm mình quyên sinh. Ta đã dằn vặt cả đời và mong muốn chuộc lại tất cả những lỗi lầm đó. Nhưng dường như những gì ta làm không thể thay đổi được nghiệp chướng ta đã gây ra. Bây giờ gia đình của ta đang hứng chịu tất cả những quả báo đó do con trai của bà trút lên. Nhưng bà hãy nói cho nó biết đi, nó phải dừng tay lại trước khi nó gây ra những nghiệp chướng quá nặng. Trời ơi, tất cả là do ta. Ủa, ông Đỗ, ông Thủ Địa, mấy bữa nay ta tìm ông rất nhiều nhưng mà không gặp. Ông muốn tìm ta thì giẫm chân ba cái thì ta mới xuất hiện được chứ. Nè, mà ông tìm ta có chuyện gì? Tôi cần ông giúp đỡ gia đình của tôi. Có phải năm xưa ông làm quan quỷ ở làng này, xử quan sai làm chết người, vì vậy vợ ông ta chồng mình chết theo, cho nên ông trốn âm ti cứu người chuộc lỗi? Ủa, vậy là ông đã biết hết rồi sao? Hiện nay người con trai đó quay trở lại và đang trả thù. Hắn muốn giết hết tất cả gia đình tôi. Tôi mong là ông hãy ngăn chặn tội ác của hắn lại đi. Tôi xin ông hãy cứu giúp gia đình tôi. Ta là thần thánh không được can thiệp chuyện của Trần Gian. Hôm nay xử trảm kẻ giết người, nghe nói là thằng con trai út của nhà họ Đỗ đó. Vậy hả? Mau mau ra đó thằng bạn, không còn thời gian đâu. Đi đi đi, để lên. Con trai, con trai, con trai. Đó tới giờ rồi kìa mà quan còn chưa xử nữa. Tới giờ mà quan còn chưa xử nữa. Đứng nắng rồi. Chờ gì vậy ta? Sao quan nếu chưa xử mà sao không xử luôn đi? Mà cứ chờ gì mà chờ hoài? Chờ hết rồi, chờ luôn nè mà không xử gì hết trơn à? Ủa, khi ngài tới gì ta? Là bà Đỗ mà. Ui, khi bà tới gì tội bả? Trời ơi, sao mà ác với bả quá à? Thiệt tình luôn. Mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ, con bị quan, mẹ ơi. Quan, mẹ. Quan, quan sai rồi quan ơi. Mẹ. Quan sai rồi quan ơi. Quan. Phụ nhân. Đừng quan ơi, đừng như vậy. Quan à. Phụ nhân. Tôi xin quan. Mẹ ơi. Tôi xin quan, quan lắm quan ơi. Mẹ. Quan lắm quan ơi. Quan cho con tôi quan ơi. Quan lắm quan ơi. Mẹ ơi. Đó, tôi vừa hành quyết. Con à, con không thể chết được. Con không thể chết được. Không được, không được. Quan sai rồi quan. Quan đừng kiếm con tôi. Quan bị quan mà. Mà. Đại quan ơi, đừng kiếm con tôi. Phụ nhân. Không thể giết nó được. Là quan. Đại quan ơi. Quan ơi. Con không thể giết con. Đừng. Đừng quan. Quan. Đừng quan ơi. Quan sai rồi. Quan. Quan ơi.
Quá tức quá mà. Phu nhân, phu nhân, trời ơi, trời ơi. Tôi sống trên đời này làm gì nữa, trong khi các con tôi đã chết. Tại sao vậy? Tại sao ông trời bắt các con tôi đi? Tại sao ông trời bắt các con tôi đi mà để tôi sống một mình trên thế gian này? Có phải ông đang muốn đày đọa tôi phải không? Tôi đã làm gì nên tội chứ? Bà không được nói như vậy. Bà không làm gì nên tội hết. Tất cả là do tôi. Chính tôi là người đã mang thảm cảnh đến cho gia đình mình. Lũ khốn kiếp, bà biến đi. Biến đi, biến đi. À, phải giúp tôi. Nói cho bà ấy biết tôi đang ở đây đi. Chuyện ở trần gian, ta dù là thần thánh có phép cũng không thể nào can thiệp được đâu. Ông có cách nào để chuyển lời của tôi với bà ấy được không? Tôi muốn khuyên nhủ bà ấy để thấu rõ mọi chuyện, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện quyên sinh như vậy. Chẳng lẽ cứu một mạng người mà thần thánh cũng không can thiệp được sao? Chuyện này ta... Phu nhân, đừng mơ. Đừng. Ông thú đĩa, làm ơn của bà ấy đi. Trời ơi, ngươi hiểu cho ta mà. Ta không lẽ ông là thần thánh mà đứng trên người dân vô tội chính quan sao? Ông thủ địa, dừng lại đi. Ông thủ địa, giúp tôi đi. Tôi xin ông mà. Là chuyện này là giúp tôi đi. Bà thôi được rồi. Nếu có bị bắt tội, ta có đành chịu vậy. Bà đó, bà đừng làm chuyện giả dột mà. Ông chồng của bà, ông nhờ tôi chuyển lời, ông muốn nói chuyện với bà đó. Đúng, đúng vậy. Ông già tôi, ông đã chết lâu rồi mà. Ông ấy bấy lâu nay vì ân hận cái chết năm xưa của vợ tứ đại mà cũng không đi đầu thai, nên cứ là ma dứt dưỡng ở khúc sông này để cứu người chết đuối. Thật vậy sao? Sao ông ấy chết rồi mà còn dằn vặt mình như vậy? Ông ấy đang đứng cạnh tôi nè, bà có nhìn thấy ông ấy không? Bà ơi, bà nghe tôi nói nè, Quan Nguyện Trác Thiên chính là con trai lớn của gia đình tứ đại, người mà năm xưa bị tôi xử sai. Nó còn sống và nó quay về để trả thù. Nó muốn bà phải lần lượt chứng kiến từng đứa con chết, cũng như năm xưa tôi bắt mẹ con nó phải khóc thảm thương ngoài pháp trường, và mẹ nó cũng nhảy xuống khúc sông này để tự vẫn. Rồi bây giờ hắn cũng muốn nhìn thấy bà lao mình xuống đây quyên sinh đó. Nhưng cái chết của mẹ nó ngày xưa, tất cả là âm mưu trả thù của Trác Thiên. Thật vậy sao ông? Đúng, đó là sự thật. Bà hãy bình tâm đi, đừng có quẩn trí mà xa vào âm mưu trả thù của nó. Đừng có lao mình xuống dưới sông, đừng có làm nó hả hê lòng thù hận của nó. Bà hãy lên đây đi, hãy lên đây đi, hãy nghe lời tôi.
Nếu vậy thì tôi cần phải chết. Chết là để trả lại khi xưa món nợ gia đình mình đã dai. Chết để kết thúc tương quan kiếp này. Cái chết của tôi sẽ làm cho con trai của họ không còn mang hận thù. Nó sẽ không còn thù hận chất chứa trong lòng nữa. Không được, tôi phải để bà sống. Tôi không muốn bà chết đâu. Bà lên đây đi. Vô ích thôi. Ông hãy nghe lời tôi, đi đầu thai chuyển kiếp đi. Đừng mà, phu nhân, đừng, bà thổ, đừng mà, bà thổ, đừng mà, đừng, đừng, đừng mà, bà thổ. Ông Đỗ, hãy đây chúng tôi và âm ty trình diện Diêm Dương. Đi. Hồn phạm họ Đỗ, trước làm quan huyện, vì tắc trách, gây nên quan sai, giết lầm một mạng người, dẫn đến tang thương cho gia đình tứ đại, nên hối lỗi ăn năn. Đến khi bệnh chết, thì trốn không về âm ty, ở lại Dương Gian để chuộc lỗi. Bằng cách cứu người chết đuối ở sông Làng Mảo, nơi mà có lần bẩm báo bị hoành hành bởi những quan hồn chết đuối. Hồn phạm họ Đỗ chết tại sao không xuống âm ty trình diện để cho ta phán xét tội tình mà luân hồi chuyển kiếp bấy nhiêu đó? Ta cũng bắt ngươi phải chịu nhục hình nặng nhất rồi. Cuối mong Diêm Vương rộng lòng suy xét. Trong thời gian được lưu lại trần gian, hắn đã cứu được tổng cộng 70 người thoát chết. Như vậy cũng thấy rõ lòng thành hướng thiện của hắn, muốn chuộc lại lỗi lầm xưa. Và cuối mong Diêm Vương suy xét mà giảm nhẹ tội tình. Hồn phạm họ Đỗ, ta cho phép người nói. Và bẩm Diêm Vương, lúc sống con gì tắc trách xử trảm người chồng, người cha vô tội, khiến vợ quẫn trí và họ phải lao mình xuống sông tự vẫn. Cái chết của người phụ nữ đó cứ theo ám ảnh con không rời. Này, con nguyện không để xảy ra cái chết của bất kỳ ai ở khúc sông đó. Con làm điều đó không phải để chuộc lỗi hay là lập công, mà chỉ đơn giản để lòng mình bớt đi sự dây dứt vậy. Còn người kế bên ngươi là ai? Bẩm Diêm Vương, đó là bà Đỗ, vợ của ông ấy. Tuy chưa tận số, nhưng vì muốn dứt nợ oán cho chồng mới lao mình xuống sông tự vẫn. Vậy lúc đó người ở đâu? Tại sao lại để vợ mình lao mình tự vẫn? Nguyện tâm cứu người mà tại sao vợ của mình không cứu được? Dạ, bẩm Diêm Vương, vì con muốn chết cho nên chồng con muốn cứu cũng không cứu được. Tại sao ngươi lại muốn chết trong khi số của ngươi chưa tận mà muốn chết theo chồng hay sao? Như vậy là hủy hoại bản thân đó. Làm như vậy theo luật âm ty cũng là trọng tội. Xét thấy bà cũng không phải trẻ tuổi nông nổi, chiếm gì chán nản trần gian nên mới tìm đường đến cái chết. Chắc có điều chi phẫn uất. Ngươi hãy tự phân bài đi. Dạ, bẩm cái chết của con để trả được món nợ quán thù trên dương gian nên con tình nguyện được chết. Nói rõ ra xem. Vậy bẩm Diêm Vương, vì năm xưa ông Đỗ gây ra thảm cảnh cho gia đình tứ đại họ Nguyễn, nên đứa con
quay về trả hận. Hắn bắt tất cả 4 người phải chết, đền mạng cho gia đình mình. Nên bà Đỗ là người cuối cùng phải chết. Cho nên hắn mới dừng tay. Có chuyện đó sao? Hắn bao nhiêu tuổi rồi, tại sao lại ác tâm như vậy? Dạ bẩm, hắn 26 tuổi. Tên gì? Dạ Trịnh Trắc Thiên, quan huyện Làng Mảo. Vậy thì những người con họ Đỗ đã thác về âm ty chưa? Dạ bẩm, có đầy đủ. Cho vào. Cả gia đình họ Đỗ như thế này đã bị họ Trịnh giết chết cùng một lúc hay sao? Dạ đúng. Tên kia tuổi thọ bao nhiêu? Dạ hơn 70. Hát bạch. Dạ. Hãy mau dẫn hồn họ Trịnh xuống đây. Dù chưa số tận, nhưng cũng có thể mượn hồn hắn về đây để giáp mặt gia đình họ Đỗ. Như vậy ta mới có thể phán xét được. Hát bạch vô thường. Đi. Tuấn lãnh. Bẩm Diêm Vương, có một điều mà thần muốn tâu cho Diêm Vương rõ. Nói tình gia đình họ Đỗ. Đỗ thuộc, hãy mau ngước mặt lên cho Diêm Vương. Mẹ và tí em, hai người có sống khôn thác thiên về đây mà chứng giám. Người cuối cùng của nhà họ Đỗ cũng đã trầm mình xuống dòng sông để mà tự vẫn. Mẹ, về tí em, hai người có thể thanh thản mà ra đi rồi. Món nợ mà nhà họ Đỗ nợ gia đình mình, con đã bắt họ trả đủ. Cha ơi, mẹ ơi, tí em ơi, con đã trả thù cho gia đình mình rồi. Dạ. Hôm nay tao vui lắm. Dạ. À, ai phục vụ tao tốt, tao thưởng. Dạ. Uống nửa đi Quang. Nè 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 Quang nè nè. Tao thưởng. Nè em rót cho Quang nha. Nè, tao thưởng. Dạ tạ Quang. Đây, thưởng. Dạ, tạ. Đây nè, tao nè. Dạ đa tạ quan. Cho ngươi. Dạ dạ đa tạ quan. Rượu ta cho hết các ngươi. Dạ. Quan uống nữa đi quan. Rượu rượu rượu. Các người có vui không? Dạ, có vui không? Dạ vui. Ta vui lắm. Ủa Quang sao vậy? Quang ơi, Quang ơi, Quang có sao không vậy Quang? Trời ơi, có khi nào Quang chết không vậy? Trời ơi, bây giờ mình phải làm sao bây giờ? Trời ơi, Quang mà có bệnh hệ gì, chắc là mình chết đó. Bây giờ tính làm sao đây? Không biết nữa, bây giờ sao? Bây giờ tính làm sao? Hay là đi kiếm thầy thuốc đi. Đi. Có chuyện gì mà các ngươi lại quảng hốt vậy? Ta chỉ say quá nên ngất đi thôi. Cứ làm như ta chết không bằng. Nè. Quyện quan họ Trịnh. Ngươi lại? Tại sao vô được đây? Ta là Hắc Vô Thường, được lệnh của Diêm Vương dẫn hồn ngươi về âm ty để đối chất. Cái gì? Hắc Vô Thường? Hả? Xuống âm ty?
Không lẽ ta đã chết rồi sao? Ngươi chưa có chết. Tên của ngươi chưa có trong sổ tử ở dưới âm ty. Chỉ là Diêm Vương đang phán xét một vụ án có liên can tới ngươi, nên muốn dẫn hồn ngươi xuống âm ty để đối chất. Khi nào đối chất xong, ta sẽ thả hồn ngươi về trần gian. Chuyện của âm ty, tại sao lại có liên quan tới ta? Đừng có hỏi nhiều, xuống âm ty rồi sẽ rõ. Quỳ xuống. Tên ở trên kia có biết vì sao mà ta sai người dẫn hồn người xuống đây không? Dạ, bẩm Diêm Vương. Người tuổi thọ còn dài, tại sao lại gây biết bao nhiêu tội ác trên dương thế? Hại chết quan đến 4 người họ Đỗ. Bẩm Diêm Vương, là mệnh quan của triều đình, 4 quan chỉ làm đúng chức trách, xử đúng người đúng tội. Còn cái chết của con dâu nhà họ Đỗ và Đỗ phu nhân, 4 quan không hề liên can. Tên họ Trịnh kia đã xuống âm ty mà còn dám dùng lời xảo trá qua mặt Diêm Vương à? Ta nói cho ngươi biết, trên trần gian con người có thể ném đá dấu tay, làm chuyện gian dối, không bị vạch trần, chứ đã xuống âm ty mà còn giở trò tiểu nhân, quá ngông cuồng. Có cần ta đọc lên những chuyện mờ ám của ngươi không? Ngươi đã bày mưu lập kế, sai người giả phu, sau đó gây sự hiểu lầm giữa anh em họ Đỗ, và dùng cái chết con dâu của họ để ép chết 2 anh em nhà họ Đỗ. Cái chết của bà Đỗ cũng chính người dùng tự kỷ ám thị, xúi dục bà ta nhảy xuống sông tự vẫn để trả mối hận thù năm xưa của gia đình. Trong đây thổ địa có ghi chép rõ ràng ngày giờ và chi tiết những gì ngươi đã làm, dám già hàm chối tội. Đúng, chính ta đã làm những việc đó. To gan, đã ra tay làm chuyện hại người, còn dám vỗ ngực xưng tên sao? Ngươi tưởng ngươi là con trời hả? Vậy thì ta hỏi ngươi, ta phạm tội gì? Dám hỏi ngược ta sao? Cậy thế ỷ quyền, lạm dụng tư pháp, hà hiếp dân lành, lập mưu ma trước quỷ, ép chết 4 mạng người nhà họ Đỗ, kẻ liên quan tới người như tên giả dạng phu cũng sẽ bị trừng phạt thích đáng khi tận số xuống đây. Nếu ông nói dùng thế cậy quyền giết chết mạng người, vậy thì tên họ Đỗ đây đã bị xử tử trước, cớ sao ông ta còn đứng ở đây mà không bị lôi xuống 18 tầng địa ngục để mà trừng trị? Thưa Diêm Vương, chính ông ta cũng cậy thế khi làm quyền quan làng mạo, xử chết quan một người dân vô tội, khiến gia đình họ phải lâm cảnh thê lương. Người vợ chỉ quẫn trí mà ôm 2 con, trầm mình xuống sông mà tự vẫn. Nếu tôi không phước lớn mạng lớn thì cũng phải chết quan từ 50 tuổi rồi. Diêm Vương, ông trả lời sao về tội lỗi của ông Đỗ đã gây ra cho gia đình tôi trước kia? Cấm miệng, còn dám lớn tiếng hỏi ngược nơi đây. Ta là quyền quan, biết phép tắc luật lệ, trần gian hay âm ty thì cũng phải luận đúng người đúng tội, mới thể hiện được công minh chính trực của người đứng đầu. Bẩm Diêm Vương, 4 quan nói vậy có hợp với đạo lý không thưa ngài? Bẩm Diêm Vương, những tội mà Trịnh Trắc Thiên kể ra thì không sai chút nào. Chính tôi năm xưa ở vị trí cao đã tắc trách xử sai, ép chết ông Tứ Đại, khiến vợ quận trí mà ôm đứa con lao xuống sông tự vẫn. Xét về tội thì tôi phải là người phải bị trừng phạt mới xứng. Cho những lỗi lầm mình gây ra, tôi ăn năn lắm. Vì tôi mà cả gia đình cậu phải
phải chết quán. Ông ăn năn thì được gì? Ông có trả lại cho gia đình tôi sự sống hay không? Ba mạng người chết vì sự tắc trách của ông, thì sự hối lỗi lúc này đây có bù đắp được hay không? Phải chi cái thời khắc quyết định sống chết của một người, ông cân nhắc và đừng vội vàng xa bút ký phê. Ông là phụ mẫu chi dân mà quá xem nhẹ mạng người. Ông chỉ muốn có một người nhận tội để khép lại vụ án và được tiếng thơm với thiên hạ, được ghi công với triều đình. Ông đã dùng mạng người vô tội lót đường để ông thăng quan tiến chức. Ông là một kẻ tàn nhẫn vô tâm. Tôi biết tội của tôi rồi mà. Tôi mong là cậu đừng có nói nữa. Tôn Diêm Dương, hãy cho Ngưu Đầu Mã Diện áp giải tôi xuống 18 tầng địa ngục để nhận lấy nhục hình, cho tôi chịu những đau đớn hành hạ, để xứng với những gì mà tôi đã gây ra cho gia đình họ. Lỗi của ngươi sẽ được phán xử phân minh, không nên lượt ngươi xin xỏ. Tên họ Trịnh kia, nếu ngươi đã thấy sự tang thương mất mát của một gia đình vì sự tắc trách, cớ sao ngươi lại ra tay làm cho tan nát cả một gia đình như vậy chứ? Lý quan trả quán, như vậy mà ngươi gọi là công bằng sao? Diệp Dương, chính ông ta là người gây tội, thì tất cả người thân của ông ấy đều phải gánh chịu tội lỗi thay cho ông ấy. Ta thay trời hành đạo để nói cho họ biết, trên đời này có dây thì phải có trả. Ông ta chính là nguyên nhân gây nên sự thù oán lên đầu một đứa trẻ 10 tuổi. Và vì điều đó thì ông ta sẽ không bao giờ thoát tội. Diêm Dương, chung quy những gì mà ta gây nên tất cả là do tội của ông ta mà có. Khổng lão, lý lẽ của ngươi đúng là quân vô pháp vô lương. Trần gian có pháp luật thì âm ti có luật nhân quả, đâu dễ để cho kẻ điên cuồng bị che mờ bởi những oán thù làm điều vô đạo chứ. Xét về tội của ông Đỗ đây, vì tắc trách mà gây ra tội, không thể xem như là cố sát. Huống chi người mẹ gì quẫn trí ôm đứa con lao xuống dòng sông cũng không phải là do ông ta gây ra. Ngươi lại là khác, cố tình lập mưu sâu kế hiểm, bức tử bốn mạng người, sao có thể gọi là hành động chính đáng? Mất nhân tính, vì tâm chưa đầy hận thù, không nghĩ gì đến những điều khác. Quán trả quán, thù trả thù, biết bao giờ mới hết được? Vậy thì cho ta mạo muội hỏi ngược lại Diêm Dương, khi cha mẹ mình bị sát hại thì phận làm con phải làm sao? Khóc lóc than thở trước mộ của cha mẹ thì đáng mặt làm con sao? Còn đứa em trai chết mất xác với dòng sông, đến bây giờ vẫn không tìm được để đem về chôn cất. Trong khi đó thì gia đình họ vẫn vui vẻ sống đầm ấm bên nhau. Họ trên đời này làm gì còn có công lý chứ? Cấm miệng lại! Bẩm Diêm Vương, cho thần được nói chuyện với trên họ Trịnh. Trác Thiên, ngươi biết một mà không biết 10, chăm chăm vào việc trả thù, nên ngươi làm gì có tấm lòng bao dung tha thứ. Ngươi chỉ nhìn vào tội lỗi của người khác để biện minh cho tội lỗi của mình. Nhưng so với ông Đỗ, ngươi sao có thể sánh được mà đòi công bằng với đạo lý chứ? Ta muốn xem các ngươi xử họ Đỗ thế nào. Họ Đỗ
vì tắc trách trong công việc đã gây chết người. Sau đó lại chấn động vì hay tin vợ người bị hại ôm hai con lao mình xuống dòng sông tự vẫn. Cảm thấy tội lỗi gây ra quá nặng, ông ta đã cởi bỏ áo mão từ quan. Đó là hành động hối lỗi, đáng được khen. Vì ông ta cảm thấy mình không xứng đáng với chức vị đó. Nếu còn tại vị, sẽ gây thêm lỗi lầm. Con người, ai mà không phạm sai lầm? Nhưng điều quan trọng là biết mình có tội. Nhưng quan trọng là đối diện với tội lỗi và sửa sai như thế nào. Vì quá phiền não và rai rứt việc đã làm sau khi thác, ông ta đã trốn không về âm ty mà ở lại trần gian, xua đuổi bọn quan hồn, ngăn chặn để người trần gian không có bị chết oan dưới nước. Nơi mà ông ta cứu người là nơi mẹ ngươi ôm con trai nhảy xuống sông tự vẫn. Ta nói đến đây, ngươi cũng hiểu được. Sự ám ảnh gì, tội lỗi trong ông Đỗ rất lớn. Và ông ta không bao giờ tha thứ cho mình. Tổng cộng đến nay, ông ta đã cứu được 70 mạng người. Đổi lại một mạng người mà ông ta đã xử sai, thì cũng có thể đổi được nghiệp chướng ông ta gây ra. Còn ngươi thì sao? Đến thời khắc này, ngươi còn tự cho là mình đúng. Khi bàn tay nhuốm đầy máu, nếu so với nghiệp và phước ông Đỗ tạo ra, thì ngươi phần nào thấy được điều ta nói? Ông Đỗ như vậy là ông ta thoát tội sao? Không phải thoát tội, mà là đang luận nhân quả cho ngươi tường tận. Nếu là nhân quả, tại sao không trả lại cho cha mẹ ta sống lại? Nếu là nhân quả, tại sao không trả lại cho ta cuộc sống hạnh phúc như ngày xưa? Bây giờ ta đã mất hết người thân rồi, tại sao mấy ông còn nói nhân quả với ta? Còn một điều ngươi phải biết, ông Đỗ đã mang xác mẹ ngươi chôn cất cạnh mộ cha ngươi, dặn vợ ngày đêm nhang khói chăm sóc. Bấy nhiêu đó ông nghĩ là chuộc được lỗi sao? Còn chuyện này ngươi cần phải biết, thật ra đứa em của ngươi không bị cuốn trôi theo dòng nước, mà hắn ta vẫn còn sống và lớn khôn. Phán quan, ông nói thật sao? Vậy thì bây giờ em trai của ta lưu lạc ở đâu? Ông có thể cho ta gặp nó được không?